Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khoa học mở là công cụ để làm giảm các bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia và xa hơn là quyền con người, để con người có thể hưởng thụ và hưởng lợi nhờ sự tiến bộ của khoa học, như được nêu ở điều 27 tuyên ngôn nhân quyền. Cho đến nay, chưa có định nghĩa phổ quát về khoa học mở và các tiêu chuẩn chỉ tồn tại ở các mức khu vực, quốc gia hoặc cơ sở. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại hội nghị toàn thể của UNESCO, khuyến nghị khoa học mở của UNESCO đã được thông qua. Điều đó sẽ làm cho khoa học công bằng và hòa nhập hơn. Mục tiêu của khuyến nghị này là cung cấp khung quốc tế cho chính sách và thực hành khoa học mở, thừa nhận nguyên tắc và những khác biệt khu vực về triển vọng của khoa học mở, tính tới quyền tự do học thuật, các tiếp cận biến đổi giới và các thách thức nhất định của các nhà khoa học và các tác nhân khác của khoa học mở ở các quốc gia khác nhau và đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, góp phần giảm thiểu khoảng cách số, công nghệ và kiến thức đang tồn tại giữa và trong các quốc gia. Khung quốc tế về khoa học mở đầu tiên đã được 193 quốc gia tham dự thông qua sẽ giúp cho khoa học minh bạch hơn và truy cập được nhiều hơn. Thông qua các khuyến nghị khoa học mở, các nhà khoa học và các kỹ sư sử dụng các giấy phép mở để chia sẻ các xuất bản phẩm và dữ liệu phần mềm và thậm chí phần cứng của họ rộng rãi hơn. Khoa học nên vì thế cải thiện hợp tác khoa học quốc tế, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO đã phát biểu. Đại dịch COVID-19 đã đặt ra trọng tâm làm thế nào các thực hành khoa học mở như truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học. Việc chia sẻ dữ liệu và cộng tác khoa học vượt ra khỏi cộng đồng khoa học có thể làm tăng tốc nghiên cứu và tăng cường các mối liên kết giữa chính sách khoa học và xã hội. Khuyến nghị khoa học mở của UNESCO sẽ dẫn dắt áp dụng rộng rãi hơn các thực hành mở, khuyến khích tán thành khoa học mở nhiều hơn và đảm bảo rằng các phát hiện nghiên cứu là có lợi cho tất cả mọi người. Trong vòng 2 năm qua, từ chỗ 70% các xuất bản phẩm khoa học bị khóa và phải trả phí, đến nay tỷ lệ này đã rút xuống còn khoảng 30% đối với các xuất bản phẩm về COVID-19. Điều này cho thấy khoa học đã có thể mở hơn. Với nhiệm vụ của mình về khoa học, UNESCO đang dẫn dắt dịch chuyển sang khoa học mở ở phạm vi toàn cầu và đảm bảo rằng nó thực sự đóng góp cho việc lấp đi các khoảng trống về kiến thức và công nghệ giữa và trong các quốc gia. Khuyến nghị này kêu gọi các quốc gia thành viên thiết lập các cơ chế cấp vốn khu vực và quốc tế cho khoa học mở và đảm bảo rằng tất cả các nghiên cứu được nhà nước cấp vốn tôn trọng các nguyên tắc và các giá trị cốt lõi của khoa học mở. Khuyến nghị này kêu gọi các quốc gia thành viên đầu tư vào hạ tầng cho khoa học mở và phát triển khung các kỹ năng và năng lực cần thiết cho những ai mong muốn tham gia vào khoa học mở. Các bên liên quan bao gồm các nhà nghiên cứu từ các ngành khác nhau và các giai đoạn sự nghiệp khác nhau. Các quốc gia thành viên được khuyến khích ưu tiên 7 lĩnh vực trong triển khai khuyến nghị này bao gồm 1. Thúc đẩy sự hiểu biết chung về khoa học mở và những lợi ích có liên quan. 2. Phát triển môi trường chính sách xúc tác cho khoa học mở. 3. Đầu tư vào hạ tầng các dịch vụ đóng góp cho khoa học mở. 4. Đầu tư vào nguồn nhân lực, đào tạo, giáo dục, hiểu biết kỹ thuật số và nâng cao năng lực cho khoa học mở. 5. Nuôi dưỡng văn hóa khoa học mở và điều chỉnh các ưu đãi cho phù hợp với khoa học mở. 6. Thúc đẩy cách tiếp cận, đổi mới sáng tạo cho khoa học mở ở các giai đoạn khác nhau của quy trình khoa học. 7. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và đa phương trong bối cảnh khoa học mở với tầm nhìn nhằm làm giảm khoảng cách số, công nghệ và kiến thức. Để tìm hiểu toàn văn khuyến nghị khoa học mở của UNESCO, các bạn có thể truy cập trang web của UNESCO hoặc bản dịch sang tiếng Việt do ông Lê Trung Nghĩa thực hiện tại trang web Giáo dục mở, Tài nguyên Giáo dục mở, Ứng dụng và Phát triển. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại!